Hôm nay tại tỉnh Sóc Trăng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh đoàn Sóc Trăng tổ chức Liên quan Thanh niên Nông thôn Toàn quốc và trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ 18 năm 2023. Chương trình bao gồm một chuỗi các sự kiện ý nghĩa, chung kết và trao giải cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn, triển lãm kết nối nông nghiệp số và hội chợ nông sản thanh niên toàn quốc, tọa đàm nông nghiệp công nghệ cao, cơ hội và thách thức, trao giải cuộc thi và giải thưởng Lương Định Của lần thứ 18. Giải thưởng Lương Định Của lần thứ 18 được Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức nhằm tiếp tục biểu dương, khen thưởng những thanh niên nông thôn tiêu biểu trong khởi nghiệp, lập nghiệp, đồng thời đây còn là diễn đàn để thanh niên giao lưu chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kết nối giao thương trong sản xuất, kinh doanh, qua đó tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình thanh niên tiên tiến trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp, nông thôn. Qua 18 năm, Trung ương Đoàn vinh danh 2.092 gương tiêu biểu. Riêng năm nay, có 42 tấm gương được vinh danh. Phiên đấu giá biển số ô tô đầu tiên đã kết thúc với nhiều những tín hiệu tích cực và thu hút đông đảo người dân đón xem. Và từ đó thì phiên đấu giá biển số ô tô lần thứ hai cũng sẽ sớm được bắt đầu, chị Ái Hậu ạ. Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an. Cụ thể, tổng cộng 288.668 biển số ô tô của 63 tỉnh thành phố được niêm yết trong một tháng, kể từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 để người dân lựa chọn. Tại phiên đấu giá thứ hai, biển số của Hà Nội được đưa ra đấu giá nhiều nhất với hơn 49.000 biển số. Tiếp đó là thành phố Hồ Chí Minh với hơn 41.000 biển số. Tính đến ngày 22 tháng 10, đã có 3.254 trên 153.104 biển số được đấu giá thành công tại phiên đấu giá thứ nhất. Hiện có 2.432 biển trúng đấu giá đã được người đấu giá thanh toán với số tiền hơn 298 tỷ đồng. Giải đáp thấu tình đạt lý. Tiếng nói đa chiều. Bị sụp lúng. Ô nhiễm kéo dài. Đi đến cùng câu chuyện. Bảo vệ luật pháp. Hãy đến với đường dây nóng VTV Cần Thơ. Chương trình Miền Tây hôm nay sáng thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Thi công cống kết hợp đường giao thông nhưng lại không làm đường tạm để người dân đi lại. Khoảng nửa tháng nay, hàng trăm hộ dân tại xã Tân Quê, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp phải đi bộ qua khu vực cống đang thi công. Và theo như chúng tôi tìm hiểu thì các xe cơ giới, các xe gắn máy phải đi đường vòng xa đến vài cây số. Nhận được phản ánh của người dân qua số điện thoại đường dây nóng 0901-282-282, phóng viên của chúng tôi đã vào cuộc và ghi nhận thực tế. Cầu Tân Hưng được tháo dỡ để thi công cống, hàng trăm hộ dân bị mất đường đi. Khó nhất là các em học sinh. Thời gian đến trường dài hơn bình thường rất nhiều. Xe qua không được, nên bắt buộc học sinh phải kiếm chỗ gỡ xe nó lạo bộ đi học. Học sinh giờ đi nắng này có đỡ, mưa là bò không á, đi không được. Cầu Tân Hưng nằm trên tuyến đường liên xã, vị trí thi công cống gần chợ nên lượng người dân đi lại lưu thông hàng hóa rất lớn. Khoảng nửa tháng nay, người đi bộ phải men theo con đê tạm để qua lại. Có thể thấy, đối với người già và học sinh đi qua đoạn đường này rất vất vả. Mặc dù khó khăn nhưng họ có thể đi tạm được. Riêng đối với ô tô và xe tải vận chuyển hàng hóa phải đi một đoạn khá xa và tốn thêm nhiều chi phí. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Tân Quê, để qua đoạn đường này, các xe cơ giới phải đi đường vòng xa đến khoảng 5 km. Nhằm tạo điều kiện cho người dân lưu thông hàng hóa, địa phương đã đầu tư hơn 60 triệu đồng để làm đường đi tạm. Tuy nhiên, sau khi thi công xong, một hộ dân không đồng ý cho đấu nối đường tạm qua đất nhà để đi qua khu vực cống Tân Hưng. Ủy ban xã cũng có là đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện là hỗ trợ kinh phí làm cái đường tạm ở phía trong nhà của cái cống Tân Hưng đó, đi lên cái chỗ cái nhà làm chợ Tân Quê đó thì đã làm xong nhưng mà hộ bà Bảy vẫn không cho đi. Trước khó khăn của người dân, anh Thuận đã chặt bỏ một phần rễ bắp cho mượn đất làm đường. Hơn 40 triệu đồng được người dân địa phương đóng góp, nhưng cũng chỉ có thể giải quyết tạm cho xe gắn máy và xe thô sơ lưu thông. Không thể nào mà xe di chuyển được, đi bộ cũng khó nữa. Cho nên học sinh bây giờ phải, em thấy vậy á, cho nên em mới cho cái mấy chú bên từ thiện á, bên trị sự á, làm cái đường này em hy sinh được một hai hàng bắp gì đó, là đủ cho mấy chú để làm đường cho học sinh đi, với người dân đi lại cho nó thuận tiện hơn. Việc thi công cống kết hợp cầu giao thông
nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi. Tuy nhiên, lợi ích chưa thấy, khó khăn đã xuất hiện. Thi công đường tạm hơn 60 triệu đồng nhưng bỏ phí, trong khi người dân phải tự đầu tư số tiền tương tự để làm con đường khác. Trong cuộc sống, nếu quý khán giả gặp phải những khó khăn chính đáng, hãy gọi về số điện thoại 0901-282-282 hoặc là gửi đơn thư về địa chỉ số 407 đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Phóng viên chúng tôi sẽ sớm xác minh và phản hồi đến bà con. Chị Hậu và quý khán giả, còn hơn một tuần nữa là đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đây là dịp để các thế hệ học trò thể hiện lòng biết ơn, tri ân thầy cô của mình. Nhưng khác với mọi năm, năm nay, lần đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ không tổ chức đón tiếp khách, nhận hoa chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Văn bản do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ ký. Theo lãnh đạo sở, điều này nhằm thực hành chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí mà Trung ương và địa phương phát động. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Cục Y tế Dự phòng cho biết trong tuần vừa qua, cả nước ghi nhận thêm 7.089 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Tại Long An có một ca tử vong. Và tính từ đầu năm cho đến nay, thì cả nước đã ghi nhận 135.879 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 35 ca tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, thì số ca mắc giảm 54,3%, số trường hợp tử vong giảm 105 ca. Hà Nội đang là địa phương ở giai đoạn cao điểm của dịch với số ca mắc cao. Tổ chức Y tế Thế giới đã dự báo trong năm 2023 và 2024, hiện tượng biến đổi khí hậu và El Nino có thể thúc đẩy muỗi sinh sản, làm gia tăng lây truyền bệnh sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm do muỗi. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang ở cuối mùa mưa. Đây cũng là thời điểm bệnh về đường hô hấp tăng cao, nhất là đối với trẻ em. Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi ở thành phố Hồ Chí Minh, số ca bệnh gia tăng từ 30 đến 40% và có nhiều ca nặng phải nhập viện điều trị. Bệnh Nhi 12 tháng tuổi này là ca viêm phổi nặng nhất đang điều trị tại phòng cấp cứu của Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, bé điều trị tại bệnh viện tỉnh nhưng không đáp ứng bệnh. Hiện bệnh Nhi đang được đặt nội khí quản và tiên lượng tử vong. Bác sĩ có nói từ đầu rồi là nó sẽ cứ như vậy hoài, tại cơ địa của nó là bị nẻo, dạ, nên là nó sẽ bị phá lại hoài, nó sức khỏe nó yếu. Bình thường nó thở oxy là nó cũng khó cai nữa. Và bác sĩ đang hỗ trợ hết mức oxy cho nó để cho nó khỏi phải thở máy. Tại khoa hô hấp 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh, lượng bệnh đang duy trì ở mức 280 đến 300 bệnh nhi, tăng khoảng 40% so với những tháng trước. Tập trung nhiều là viêm phổi, viêm phế quản, hen suyễn. Cũng không có đi khám, không có đi thăm khám khi trẻ có triệu chứng. Đến khi diễn biến nặng thì nhập viện, thì lên khám ở tại bệnh viện thì đã có chỉ định nhập viện. Cái thứ hai cũng có một phần là cũng đã điều trị ở bên ngoài, nhưng mà diễn biến điều trị đáp ứng kém với những cái điều trị ngoại trú thì cũng có chỉ định nhập viện. Còn tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh, thì mỗi ngày khám khoảng 4.500 trẻ, cao điểm thường là thứ hai hàng tuần, số bệnh nhi đến khám lên đến khoảng gần 6.000 trẻ. Bác sĩ khuyến cáo bệnh hô hấp đang vào cao điểm, phụ huynh cần đưa trẻ đến thăm khám ngay khi có các triệu chứng như ho, sốt, khó thở. Mùa mưa năm nay kéo dài nên dự báo bệnh hô hấp sẽ còn tăng trong thời gian tới. Các bệnh viện đã chủ động kế hoạch ứng phó để tránh dịch trong dịch khi tay chân miệng và sốt xuất huyết vẫn đang ở mức cao. Những mặt hàng chính hãng thông thường có giá bán từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, nhưng giờ có thể dễ dàng tìm kiếm hàng nhái, hàng giả trên các trang mạng xã hội với giá chỉ vài trăm ngàn đồng. Và hóa mỹ phẩm là mặt hàng có thị trường tiêu thụ rất lớn. Do chạy theo lợi nhuận, coi thường sức khỏe người tiêu dùng, nên không ít doanh nghiệp, hộ kinh doanh bất chấp bán hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc hay là hàng nhập lậu trà trộn bán cùng hàng chính hãng với giá cao. Hiện mỗi sàn giao dịch thương mại điện tử có trên 5.000 thương hiệu và hàng ngàn đối tác kinh doanh đa dạng về các mặt hàng. Về nguyên tắc hoạt động, các sàn giao dịch thương mại điện tử chủ yếu cho thuê gian hàng online. Do đó, sản phẩm không về kho chứa của bất kỳ sàn giao dịch nào nên không phát hiện được hàng hóa vi phạm. Theo cơ quan chức năng, phương thức chung của các đối tượng là sử dụng tài khoản mạng xã hội như là Facebook, Zalo, ẩn danh, mạo danh tên người khác để tiến hành mua bán gian thương. Theo thống kê của Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương, mỗi năm có khoảng 1.500 đơn khiếu nại của người tiêu dùng liên quan tới các sàn giao dịch mua bán trên các nền tảng trực tuyến như là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng,
không rõ nguồn gốc xuất xứ và mua bán không có hóa đơn chứng từ. Vì vậy, các cơ quan chức năng cũng đã đưa ra nhiều giải pháp cấp thiết để ngăn chặn tình trạng này. Để ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, cần có sự phối hợp của nhiều lực lượng nhằm kịp thời đánh đúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu và buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời tăng cường biện pháp phối hợp như liên thông, xác minh dữ liệu, phối hợp nhiều cơ quan để đấu tranh đối với hàng giả, hàng buôn lậu. Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã ban hành kế hoạch 399 về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử. Và mới đây là Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 319 ngày 29 tháng 3 năm 2023 về ban hành cái đề án chống hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử. 8 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý gần 500 vụ việc vi phạm kinh doanh hàng hóa, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thương mại điện tử. Thời gian tới, Tổng cục sẽ phối hợp với các bộ ban ngành để quản lý chặt chẽ hơn nữa thị trường thương mại điện tử. Quy định nào mà còn thiếu, còn hỏng thì chúng tôi sẽ phải xây dựng, đề xuất và bổ sung ban hành. Cái thứ hai nữa là tổ chức tập huấn, đào tạo cho lực lượng quản lý thị trường để có cái kiến thức, kinh nghiệm xử lý các hành vi vi phạm cũng như là ngăn chặn phòng ngừa. Nhằm giúp người dân và doanh nghiệp phòng tránh tình trạng mua nhầm hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, Bộ Công Thương đã và đang triển khai hệ thống xác thực hàng chính hãng thông qua QR code với địa chỉ tên miền là truy xuất.gov.vn. Chuyển sang dự báo thời tiết, chào chị Hồng Giao ạ. Cuối tuần này thì thời tiết ở miền Tây có còn mưa dông về chiều nữa không chị? Dạ vâng, xin chào ngày mới trường quay VTV Cần Thơ, chào quý vị khán giả. Miền Tây Nam Bộ ngày hôm nay chỉ còn mưa dông vài nơi về chiều thôi, còn từ sáng cho đến đầu giờ chiều thì trời sẽ là nắng mạnh hơn. Sau khoảng 8 giờ sáng thì nắng sẽ lên và duy trì cho đến 2 giờ chiều. Trong những ngày nắng mây đang xen như thế này thì chúng ta lầm tưởng là chỉ số tia cực tím hay còn gọi là tia UV không cao. Tuy nhiên, dự báo chỉ số tia UV tại Cần Thơ, Phú Quốc và Cà Mau ở mức 8 và mức 9. Đây là mức có nguy cơ gây hại rất cao đến sức khỏe của chúng ta. Và bóng râm của đám mây lại không thể làm giảm hết tác động của tia UV. Nếu quý vị có việc phải di chuyển ngoài đường vào giữa trưa và đầu giờ chiều thì vẫn cần đến các biện pháp chống nắng. Mặc quần áo tối màu và đeo khẩu trang tối màu sẽ giúp chúng ta phòng tránh được phần lớn tác hại của tia cực tím. Về nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và nhiều nơi khác phổ biến trong khoảng là từ 33 đến 34 độ, chỉ ít nơi như tại Vũng Tàu, Bạc Liêu, Cà Mau và Phú Quốc 32 độ. Sau 3 giờ chiều thì mây dông sẽ phát triển và gây mưa một vài nơi ở khu vực Nam Bộ. Dự báo là ít có khả năng mưa to, tuy nhiên trong cơn dông, quý vị vẫn cần cảnh giác và lốc sét và gió giật mạnh đi kèm. Trên biển, vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau Kiên Giang, bao gồm các quần đảo Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu và Côn Đảo, dự báo là tiếp tục có mưa dông, tiềm ẩn lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Chuột đồng từng là nỗi ám ảnh của nông dân miền Tây bởi khả năng tàn phá mùa màng, được xếp vào hàng vô địch. Thế nhưng giờ đây, loài gặm nhấm này lại trở thành đặc sản thơm ngon của vùng đất lắm sông nhiều lúa. Và nói chi nhiều, mời khán giả cùng miền Tây hôm nay sáng thử qua món chuột quay lưu để biết chuột đồng ngon như thế nào. Và những hình ảnh về món chuột quay lưu cũng sẽ kết thúc chương trình sáng nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình tiếp theo. Thơm lừng, một màu vàng rượm đẹp mắt, nhưng đây lại là món ăn không dành cho người có lá gan nhỏ. Món thịt chuột. Những năm gần đây, nghề săn chuột đồng trong mùa nước nổi dần trở thành nghề tay trái của nhiều lao động, từ đó giúp tăng thêm thu nhập trong lúc rảnh rỗi. Nghề bắt chuột tuy có thể làm quanh năm, nhưng sôi nổi nhất là vào mùa lũ. Anh Thái là người có nhiều năm kinh nghiệm đi săn chuột. Theo anh, có nhiều cách để bắt chuột, như đào hang, hun khói hay dùng chó săn. Nhưng phổ biến nhất ở Tam Nông, Đồng Tháp là chất chà. Giỏ cho chuột này thì hầu như là đợi đến cái cuối mùa lúa cắt xong rồi, nhất là cái thời mùa nước lũ này nè. Khi mà chuột không còn chỗ trú, mình chất chà và chuột nó vô nó trú ẩn trong đó. Mình dùng lưới mình bao lại,
rồi dở chà ra mình bắt nó gom lại thì nó nhiều hơn cái lúc mà nó nằm ở ngoài tràn lan ở bên ngoài ạ. Ơi chuột cắn trong kìa. Chà thường là các loại cây khô chất thành đống rộng to khoảng từ 15 đến 20 mét vuông để dẫn dụ chuột đồng vào trú ngụ. Thông thường cứ cách khoảng 10 đến 12 ngày người ta dở mỗi chà chuột một lần. Sau khi quay lưới kính xung quanh chà chuột và cố định lưới bằng đất và cọc để chuột không chạy ra ngoài được, Thái cùng các bạn của mình bắt đầu dở chà. Bình quân một đống chà như thế này có thể bắt từ 5 đến 10 kg chuột. Nếu may mắn, có khi bắt được lên tới 50-60 kg. Chuột mùa này thịt rất mập và nhiều mỡ nên ăn rất ngon. Chính vì vậy chuột bắt được bao nhiêu cũng tiêu thụ hết. Con chuột thì thường là người ta rất là sợ đó. Nhưng mà đó là chuột thành phố cả. Còn ở dưới quê mình con chuột nó rất là sạch, nó chỉ ăn lúa rồi ăn cây cỏ, mùa mưa nó lên rồi chuột nó ăn thôi. Món thịt chuột thì xuất xứ từ lâu rồi, ông bà hồi xưa khẩn quan rồi những con chuột phá lúa thì ông bà bắt ăn. Đến bây giờ thì nó cũng là món ăn đặc sản ở miền Tây mình. Người dân có thể mang ra chợ bán cho thương lái hoặc đơn giản là mang về nhậu ăn chơi. Những con chuột béo, thịt mềm, trắng nõn được chế biến thành rất nhiều món mồi nhậu. Ngon không thua gì những loại thịt khác như chuột khìa nước dừa, chuột nướng chao, chuột xào lăn. Để quay tuy nhiên, ngon và độc đáo nhất vẫn là chuột quay lưu.